Em chào anh. Ok, mới đi làm về hả? Bữa này em dễ lâu Vậy hả? tại vì du lịch Mới 3 giờ mấy hả? không phải tại vì cái ngày du lịch của em á, tại làm nhiều quá rồi nó bắt phải đi du Trước lịch chứ vậy? sao giờ. Tại vì anh biết giống như là nhiều khi anh làm cho hãng á, anh đâu có thể nào dùng được đâu. Giống như là quá 4 tuần hay là 5 tuần thì nó kêu anh thì đi giả lâu ngày 2 ngày gì đó xong rồi trở lại làm. Đó. Sướng Thì ha. đời nó dài rồi anh ơi. Thì có nghe anh nói về cái trình bày về tuổi trẻ. Thì có tấm hình đó thì dĩ nhiên tuổi trẻ thì những em dân tộc thiểu số, những đa số này thì chắc có vùng cao ở Bắc Giang, mấy vùng Bắc Giang hay là gì đó, thì nhìn cái bộ tộc này thì giống như bộ tộc Hà Mông anh ơi. Đúng rồi, người Hắc Mông ha. Hà Mông đó thì nói về trẻ em thì dĩ nhiên anh cũng nói là một số trẻ em thế giới hoàn cảnh họ rất là khó khăn, Đúng rồi. nhất là những người dân tộc thiểu số. Cũng như bây giờ không biết là có khi nào anh qua Mẻ không à? Có đúng Có không? anh có quà ra qua Rocky Point á. Đúng rồi, thì anh qua Mẻ đó thì giữa biên giới Mẻ với Mỹ đó thì có những người một bộ tộc mà nó gọi là Indian đó, Đúng Indigenous đó. rồi, đúng 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 Thì anh thấy đúng. họ bồng con nè, họ ngồi ngay chỗ biên giới đó, giữa biên giới đó. Đó họ ngồi cả ngày vậy đó, họ bồng con người mẹ cứ ngồi đó hoài để người ta đi ngang qua. Đúng đúng Nên đúng người ta đi chính xác. ai cảm thấy thương hại á thì cho tiền. Mà anh biết khi mà anh qua cái biên giới Mẻ đó, những người dân Mẻ mà họ buôn bán á, cái chỗ mà biên giới đó rất là vất vả, chứ đừng có nói gì là trẻ em. Đó. Em Đúng nói là rồi, người lớn đó nha, họ chính cũng xác, là họ nó buôn nghèo bán lắm, nghèo, nghèo lắm. nó nghèo, nó đứng nó xin ăn dọc theo cái quốc lộ 60 á, mà đi vô Đúng. Mẻ Đúng. Đó. dọc theo mà nhà cửa lụp xụp lệ sẽ. Thì anh biết thì cũng giống như anh vừa rồi nói về những trẻ em ở bên Phi á, mà họ sống ngay cái trung tâm Phi mà cái nghĩa trang á. Đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó cái nghĩa trang mà ngay trung tâm của đô thị của thủ đô của Phi là Manila đó, là họ có cái nghĩa trang đó đó. Thì anh thấy là một số người dân mà họ không có chỗ ở thì họ vô nghĩa trang họ ở. Họ ở trong đó, họ ngủ chung nghĩa trang luôn. Rồi cái Ngủ cách chung người chết luôn à. thì cái cách mà họ sinh hoạt đó anh thấy rồi, anh cũng nói mà họ cũng đi lượm đồ ăn thừa mà những cái nhà hàng đó, nó đổ lại xong rồi họ bốc về họ rửa lại rồi họ nấu rồi chia sẻ họ ăn uống đó. Rồi những cái nước mà Nam Mỹ đó thì những đứa trẻ cũng đi lượm rác, lượm lon, lượm bư, móc rác ra mà được kiếm đồ ăn thực phẩm này nọ rồi vậy đó. Trời. Thì châu Phi nó cũng xảy ra mấy cái chuyện đó, nhưng mà con cái này thì mình phải nói Việt Nam của mình là được may mắn vậy nè, là cái mấy cái cảnh này Việt Nam không có có đó, Đúng rồi. mấy cái cảnh này là Việt Nam không có có Đúng à, anh đồng ý với ai ơi. Bởi mấy đứa trẻ chỉ bên này nó thiếu thốn, nó thấy tội lắm. tại vì những cái vùng cao mà dân đồng bào dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số của mình đó, là theo cái truyền thống là họ đi phụ gia đình, phụ cha Đúng mẹ đúng đúng đó, đúng họ phụ gia đình, phụ cha mẹ ở mấy cái nông thôn miền núi cao, thì cho nên nhiều khi thì cái đó cũng là một cái rèn luyện tuổi trẻ để họ có ý thức là lao động, để sau này thì họ biết được cái nào giống như họ hiểu được và họ biết được là cái củi nào tốt hay là đi rừng chỗ nào hay là đi cái đường nào hay là sinh hoạt sao sao, thì những người Hà Mông họ rất là cũng giống người Kinh của mình thôi, thì ai cũng có cái nhiệm vụ để làm thôi.
Chứ còn mà những cái thành phần mà đối tượng mà lấy những cái hình ảnh này á, mà kiểu giống là soi mó rồi Có xuyên lấy tạc, chị hình ảnh của này nè, trời đúng ơi, nó lên mạng nó đưa ra mấy cái đấu trường, nó chia sẻ, nó chửi chế độ chính quyền. Anh ngồi anh thấy thì mà mình nói mà đa số tụi nó ở ở nước ngoài không à ai ơi. thì bắt buộc rồi anh, bắt buộc rồi. Tụi nó ở nước ngoài không. Thì anh biết là giờ ở bên Mỹ nè, giờ mà anh em mình nói ở bên Mỹ nè, tuổi trẻ mà ở bên Mỹ đó đi vào băng đảng nè, rồi có đường dây là những cái thành phần ma cô cầm đầu để về gì, để về là bảo vệ, phục vụ cho tình dục nè, Ừ, đúng đó, rồi. phục vụ cho Nó tình bán dục nè, nó bán mà đó. Mà anh biết đó nha, em có người bạn làm trong cái ngành mà bảo vệ tuổi trẻ đó, nó gọi là CPS, là Child Protection Service. Anh biết mỗi quận đó nha, mỗi quận nha, là ít nhất một ngày nó xảy ra chuyện mà bảo bảo hành tuổi trẻ đó, là ít nhất là một ngày ít nhất là 80 hồ sơ một ngày đó nha. Đó mà cái vấn đề mà cha mẹ đánh đập, rồi cha mẹ hít dâm, hay là cha mẹ bỏ rơi, hay là cha mẹ xì ke ma tí, rồi cho con nhịn đói, rồi về tâm lý, về đe dọa này nọ đó, nó xảy ra hàng ngày ở bên Mỹ. Và cũng số một số trẻ em là cái nghĩa là đi vào mấy cái trại mồ côi ở bên Mỹ, mà nhiều khi vô trại mồ côi thì cũng đánh lộn nhau nữa. Tại vì hồi Đu xưa rồi đó, á. hồi xưa thì em cũng có làm 2-3 năm trong mấy cái trại mồ côi thì em biết. Thì cái vấn đề này nó thiệt với anh, chứ cái mặt xã hội bên Mỹ nhiều khi bên ngoài thì nước Mỹ nó giàu, đồng ý, cái gì cũng văn minh, nhưng mà cái mặt xấu của nước Mỹ đó, nó còn ghê gớm hơn nữa. Tại lý do tại sao nó ghê gớm, cái thứ nhất đó, là nó thu hút về cái xấu nhiều, là giống như băng đảng nè, là băng đảng nè, đi buôn bán xì ke ma túy nè, đi cướp nè, đi cướp nè. Ai nói trẻ em ở bên Mỹ không đi Thì cướp? họ vẫn chơi hoài. Tụi nó là cũng thứ dữ không á, Thứ dữ. nó không Nó có học. cha mẹ Đúng. lo chăm sóc á, Tại vì không đa có ai chăm số, sóc nó bị bằng những cái băng đảng. đúng, thì giống như là những cái thành phần mà trẻ em mà bị ảnh hưởng là đa số là ở cái chỗ mà chó ăn đá gà ăn muối, có nghĩa là cái những cái thành phố mà mình gọi là ghetto đồ á, là cái xóm nhà lá đó, cái chỗ mà không có an toàn đó, thì rất ảnh hưởng về thứ nhất là băng đảng, thứ hai á, là buôn bán xì ke ma túy, thứ ba là đi ăn cắp đó. Rồi á, về cái mặt mà đàn anh đàn em á, thì bị những cái thành phần băng đảng á, nó cầm quyền, nó cầm đầu, nó xúi phải làm mấy cái chuyện bậy đó. Cho Đây nên mà Mỹ nói cha mẹ về mà không chăm sóc được con cái nguy hiểm lắm. bắt buộc rồi anh, bắt buộc rồi. Bởi vậy giờ em nói này, giống như mấy ông mà tự cho mình là cái gì cũng tốt đó, mấy ông mà đối tượng mà bên bên này đó, cái thứ nhất mấy ổng cũng không có làm gì mà ánh nắng mùa xuân, tối ngày mấy ổng đi xin xin xỏ, lâu lâu nhà thờ đó, lâu lâu nhà thờ đó, mà chủ nhật đó, mà phát cơm phát gạo gì đó, thì mấy ổng cũng xếp hàng. Anh nghĩ đi, anh nghĩ đi, mấy ổng chê những đứa bé này nọ, gánh này nọ, nhưng mà trong khi đó đó thì mấy ổng cũng lợi dụng những cái dịch vụ, hay là những cái phi phi chính phủ, mà nói phi lợi nhuận á, phi lợi Non dụng gì là mấy cái gọi là non profit agency profit, á, đúng rồi, đúng đúng rồi rồi. đó, thì những cái chương trình đó đó thì mấy ổng cũng lợi dụng tới để ăn ăn vạ nè, ăn vạ nè, rồi giả lai là tôi nghèo tôi khổ nè. Đó chính là những ông đó đó là phải nói là làm ảnh hưởng đến cái môi trường xã hội. Mà nhiều khi anh biết họ lấy gì, không phải họ ăn đâu, anh biết họ lấy gì họ làm gì không? Làm cái gì Họ bán lại cho những người nghèo khác. ghê vậy hả, Ơi khiếp chàng ơi. đó là những ông mà phải nói đối tượng mà phải nói là mà Việt Nam bên này á, không phải lấy gì Ghê ăn hả. đâu, không phải lấy gì ăn, mà không phải xin gì ăn đâu, không có đâu. Ừ họ ghê có họ có nhiều cái
cái suy nghĩ á, mà họ phải tạo ra tiền tiền mà tại vì anh biết ở Mỹ mà nếu mà anh ăn tiền xã hội trợ cấp á, nó đâu có đủ, đâu có thấm Đúng thía gì rồi, đúng đâu, rồi, đúng rồi. cho nên một số Đúng rồi. những người á, đi lượm Đi loan. cầm hơi thôi. Đúng rồi, anh có bao giờ thấy những người Việt Nam đi lượm loan ở cái thành phố của anh không? Có chứ. Hồi lúc trước anh thấy thấy đi lụm chiều chiều với lại sáng sớm đi vòng 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 mấy cái chung cư. Thì đúng, À lúc trước anh còn ở trong thành phố á. mà anh biết bây giờ là họ dành lượm loan với những người dân tộc khác, giống như là những người da đen hay là mẻ này nọ, họ cứ đi Ghê vòng vậy. vòng thì bắt buộc rồi anh, Ừ. họ đi vòng vòng mấy cái chỗ mà đậu, mấy cái chỗ mà xăng á, mấy kho Ừ. xăng á, kho xăng rồi Ừ. đi vòng vòng mấy cái chợ, rồi họ đi vòng vòng mấy cái ngoài công viên đó. Rồi thì ở Mỹ anh biết nó có nhiều nhiều cái bãi biển mà nó có công viên với này nọ đó, thì người Ừ. dân họ tới đó họ tổ chức với mấy ăn uống rồi cái mấy người đi vòng vòng đó, đợi xong rồi cái bắt đầu lại đi lượm đó, đi lượm mà ve chai À. đó. Nhà đời sống Mỹ mà mấy mấy người Việt Nam đi lượm lon thì anh thấy nhiều. Ừ. Họ đi mấy cái thùng rác á. Đúng đó. Cái thùng rác á bơi 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 móc móc. Mà anh giờ em nói một cái nên là nè, anh biết những người Việt Nam tới mấy cái khu bãi trắng á, là anh biết giống như thường thường họ canh me là giống như tối thứ năm, tùy theo tùy tùy theo bữa, là giống như ví dụ cái chỗ khu anh ở là thứ bảy là đổ rác đúng không, là À, tối thứ sáu á, họ chạy xe tới đó cái bắt đầu họ đi vòng vòng cái hồ, họ bư ra cái thùng rác của người ta, anh thấy nó cái thẩm mỹ nó rất đúng là nó rồi đúng nó rồi. Ừ. Mà nó bươi hết tội luôn. mà không mà họ bư vậy mà những người Mỹ á, họ ghét lắm anh hiểu không, tại cái thứ nhất là cái đó là anh đi sai sai hợp pháp rồi, tại cái đó là đâu Ừ phải là của anh, đúng rồi cái đúng đó rồi, nó làm dơ. đúng giờ là một, nhưng mà cái đó là cho chính phủ anh hiểu không, giống như mấy cái recycle đó là để cho những cái công ty cho chính phủ nó, chứ đâu phải là cho họ, Đúng rồi đúng rồi. nhưng mà Ừ. họ tới họ Đó. bư lượm, họ bơi ra rồi họ lượm lon lượm ve chai này nọ rồi đó, cái đó không có khác gì là gọi là gì là ăn cắp đó, Ê, ừ. nó Mỹ gì ăn cắp đó. vậy? Nhưng mà nhiều khi Mỹ họ thấy họ ghét lắm, họ chửi hoài, họ đuổi đi, rồi nhiều khi họ Ừ. kêu cảnh sát, nhiều khi họ kêu cảnh sát tới nó nói là các anh không có thể làm vậy được, tại các anh làm vậy là giống là nó mất đi cái thẩm mỹ và cái đô đô thị của một cái khu đó. Mà không những vậy là đặc biệt là các anh là không phải là người da màu nữa, người người da trắng nữa đó. Xã hội Mỹ bây giờ ta thấy nó cũng khó khăn trăm bề, nói chung những người đứa trẻ bên này nhiều đứa nó nghèo nó cũng vất vả lắm, chứ không còn Việt Nam khi mấy tấm hình như ông Hải ông chụp thì nó chỉ là bình thường, mấy đứa đó thấy đời sống của nó không đến nỗi tệ, tại nó sống quen ở cái vùng sâu vùng xa vùng cao, nó tự lực cánh sinh. Còn mấy đứa đứa ở bên Mỹ anh chị các bạn nó nghèo thật sự đó. Tôi nói anh chị các bạn thấy nó nghèo mà nó nghèo thật đó, chứ không phải là nghèo giả bộ luôn. Bạn biết nghèo mà thấy tội luôn, mấy cái vùng sâu vùng xa bên Mỹ và những cái chỗ mà những người mà low income họ sống ai ơi ha, nhiều người họ thiếu thốn đủ mọi thứ đó. Chứ không phải như như mơ đâu. Giờ hỏi anh là những mấy ông mà tướng mà tối ngày hô hào đó, nhiều khi mấy ông còn gian lận chính phủ Mỹ nữa Từ mấy ông đúng nội đó thì thôi đi. nằm. Em đưa một cái ví dụ là gian lận nè, giả điên giả bệnh giả khùng Ừ. Cái chuyện đó giờ là có thật luôn. đó, xong rồi á, bắt đầu á, là giả đò uống thuốc, bởi vì Ừ. cái tụi Mỹ nó biết được á, nó nói ông bị bệnh gì nó cho uống thuốc đó, rốt cuộc bỏ chạy đúng. Ừ. Bởi vì vấn nạn bên Mỹ này nó cũng khủng khiếp thôi thì em em nói với anh rồi, về cái mặt mà bất cứ tuổi trẻ hay là trẻ em ở thế giới đó, okay, có nhiều cái hoàn cảnh đó, là phải nói là mình thấy đau xót, thấy thấy tội cái hoàn cảnh, nhưng mà nếu mà so sánh về trẻ em ở Việt Nam đó, là trẻ em ở Việt Nam bây giờ đó, phải nói là quá sướng, sướng quá nhiều quá thấy sướng nhiều. giờ ăn mặc rồi cuộc sống đâu có đến nỗi nó như ngày xưa, đất nước khổ
Còn những đứa trẻ mà ở những cái quốc gia như mà xứ tư bản như Mỹ mà nó vất vả chăm nó đói khổ, nó nghèo á, mình mới 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 thấy rất là đáng thương. Các bạn thấy còn Việt Nam nó chỉ là cái bề ngoài thôi. Bây giờ cuộc sống nó thay đổi rất là nhiều. Nó cũng có một số nhỏ nè thôi chứ không có nổi tồi tệ lắm. Ok. Nói chung cho em nói 1 phút nữa nè. Nói Rồi chung á, rồi rồi. ở Mỹ á, cái sự mà bạo hành tuổi trẻ mà xảy ra đó là em nói một ngày mỗi quận thôi đó nha, một quận đó là ít nhất là 80 cái hồ sơ đó anh, chứ không có chuyện giỡn đâu đó. Cái đó chuyện chuyện đó là dĩ nhiên. Cho Ai nên ơi nói là anh đồng ý, tại vì anh biết những cái thống kê đồ, những cái số lượng đồ, những cái gì ai ơi nói là anh biết là nó có xảy ra trên nước Mỹ chứ không phải là không. ok thôi, em cảm ơn anh cho em chia sẻ những cái gì anh em mình nói ra. Cảm ơn Ok anh. ai ơi. Chào anh. Anh cũng làm công chuyện đây. Chào anh em, chào mọi người. Ok, chào ai ơi, chào quý bạn chị các bạn nha. Làm lên trên offline ở đây.